Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ ba ngày 9 tháng 11 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin rắc muối cho khỉ đầu đàn. Chuyện thánh rắc muối Nures Kukur dùng kiếm bén xiên một miếng thịt đút cho Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trong một nhà hàng ở nước Anh khi ông này cùng đoàn chính phủ Việt Nam đi dự hội nghị về biến đổi khí hậu tại quốc gia này đã làm dậy sóng các trang mạng xã hội. Sau đó, video đã biến mất trên TikTok, nhưng người ta vẫn lưu ở các trang Facebook và nhiều nơi khác. Hình ảnh làm nhớ đến những chuyện rắc muối cho khỉ, một chuyện hài nhưng lại cười ra nước mắt. Chuyện kể rằng trong một chuyến xe của một người vận chuyển khỉ mặt chó từ Nam ra Bắc, đến đoạn đèo ngang tự dưng con khỉ mặt chó lớn nhất lăn đùng ra chết. Như vậy, số lượng thiếu mất một con. Đây là hình ảnh ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm ăn thịt bò rát vàng rắc muối ở nhà hàng CB. Người lái buôn nhanh trí vào trong các bản dân tộc để mua một con chó mặt khỉ thay vào. Vậy là số lượng đủ để bàn giao cho bên nhận. Khi bên nhận đến, việc đầu tiên là kiểm tra sức khỏe của khỉ bằng cách vứt một nắm trái cây. Các con khỉ xuống vào tranh nhau ăn, riêng con cứ ngồi thử ra nhìn đám kia ăn, thì thoảng lại nhe răng hổ dọa, nhưng tuyệt nhiên không ăn. Người nhận lấy làm lạ, bèn hỏi bên giao tại sao có con không ăn, có phải nó gặp vấn đề gì về sức khỏe hay không? Người giao đang lúng túng, chưa biết trả lời ra sao, liền sau đó có một con khỉ ị ra sau khi ăn trái cây. Lúc ấy con nãy giờ ngồi im, liền chạy tới ăn ngon lành chỗ con kia vừa ị ra. Người giao hàng nhanh miệng, vui vẻ giải thích như sau. Đàn khỉ nào cũng có con đầu đàn. Con đầu đàn thường quan sát, chỉ huy mọi con ăn, và thức ăn của nó bao giờ cũng đặc biệt, cũng khác thường. Có con thích ăn dừa pha với đá, có con thích tìm tới mỏ vàng, tìm vàng chét vào thức ăn như thịt, trái cây mà ăn. Có con lại thích ăn phân, nếu rắc thêm tí muối, cho mặn nữa là nó thích lắm. Người nhận mừng ra mặt, gật gù nói rằng, tốt quá, có một con đầu đàn biết hy sinh, phục vụ cho đàn như vậy là tốt. Chứ nếu con đầu đàn cứ ăn mấy món ngon giống các cả đàn thì chẳng bao lâu cái chuồng khỉ sập mất. Nhất là ăn vàng, kim loại, chét vào thức ăn thì đi toi cái chuồng sắt, rắc muối vào phân thì dễ, tôi làm được. Cuộc mua bán, trao đổi diễn ra nhanh chóng, vui vẻ, đôi bên cùng có lợi. Và nó cũng cho ra một kinh nghiệm để nuôi khỉ mặt chó đầu đàn. Chỉ nên nuôi những con biết ăn, thứ những con khác ị ra, rắc thêm chút muối, vừa đỡ dọn chuồng, lại vừa khỏi phải lo chuồng bị phá hỏng, khỏi phải lo đàn khỉ phá bị tiêu diệt. Đây là hình ảnh khỉ mặt chó ở châu Phi. Đó là chuyện ông Tô Lâm ăn bò rắc vàng rắc muối, tự dưng lại nghĩ tới đàn khỉ mặt chó. Nói tới đàn khỉ mặt chó thì có liên quan gì tới ông Tô Lâm? Đây là câu hỏi đặt ra. Có mà không có, không có nhưng mà lại có. Bởi giữa cái chuồng trại xã hội chủ nghĩa này, giữa người với khỉ có khác gì nhau đâu. Giữa cái chuồng trại chủ nghĩa xã hội này, thân phận con người với thân phận con khỉ, con nào khá hơn con nào, chưa thể biết được. Giữa cái chuồng trại chủ nghĩa xã hội này, những con khỉ đầu đàn có thực sự là khỉ mặt chó hay giống chó mặt khỉ đây? Những câu hỏi ấy cứ dày dứt. Bởi lẽ, dù thế nào thì chăng nữa, người ta cũng phải hiểu rằng, ngay lúc này Việt Nam đang lâm vào đại nạn, đang tứ bề thọ tử. Dịch kéo dài suốt 3 tháng gây chết chóc, hàng chục ngàn người làm điêu đứng, hàng triệu gia đình và làm cho nền kinh tế quốc gia bị trì trệ. Có hàng chục ngàn cơ sở sản xuất và kinh doanh phải đóng cửa vĩnh viễn vì thua lỗ, phá sản. Có hàng triệu người mất việc làm và có hàng chục triệu số phận đang phải đối mặt với tương lai đen tối, đời chưa biết đi về đâu. Trong khi đó, thiên tai càn quét, lũ lụt, ngập ngụa khắp ba miền, và dịch bệnh thì vẫn đang dập dình khắp nơi. Nợ công nó như một thứ kim nhọn dưới ghế ngồi, có thể xuyên người làm đau đớn và nhiễm trùng bất kỳ giờ nào. Và chỉ riêng đường sắt Cát Linh, Hà Đông không thôi, nợ đã nghe ngập mặt, ngập đầu rồi. Đây là hình ảnh đường sắt Cát Linh, Hà Đông nhức nhối giữa lòng Hà Nội với 13 năm xây dựng, đội vốn 10.000 tỷ đồng, 10 lần sai hại và chưa vận hành đã phải trả lãi vay 152 tỷ đồng. Rồi còn biết bao nhiêu thứ nợ, còn biết bao nhiêu công trình, dây chuyền sản xuất mua về bằng máu và mồ hôi của hàng trăm triệu người dân Việt Nam, để cuối cùng trở thành đống sắt hoen rỉ như nhà máy lọc dầu Dung Quất, Quảng Ngãi và rất nhiều những cơ sở khắp nơi tại Việt Nam. Có biết bao nhiêu thứ bất cập,
và gây đau khổ cho người dân trên đất nước này. Nhân dân đang đói ăn, nhân dân đang phải quỳ lạy để được về quê mà duy trì sự sống. Nhân dân đang kêu gào vì oan ức và đau khổ. Nhân dân đang từng ngày mò cua bắt ốc để tồn tại qua ngày. Nhân dân đang nhịn ăn, nhịn uống, nhịn từng bữa cơm, con cá để dành tiền mua sách vở cho con, để chịu đựng với nền giáo dục bóc lột một cách khôn khéo theo mọi nghĩa. Nhân dân đang gồng mình chịu sức nặng của nền y tế thuốc men. Nhân dân cũng đang cõng trên lưng bữa ăn rát vàng của các vị lãnh đạo Đảng Cộng sản. Bữa ăn trong nhà hàng ở Anh, chỗ ông Tô Lâm tới để thánh rắc muối Nugget Cooker đút ăn là cái nơi xa xỉ nhất trong hàng xa xỉ của thế giới. Bởi ngay cả giới thượng lưu, đại gia, doanh nhân ở các nước tư bản cũng đưa ra nhận định rằng ăn ở đây vừa đắt vừa kém ngon nhưng phung phí tiền bạc vô cùng. Đây là hình ảnh hóa đơn của một bữa ăn tại nhà hàng ZB có thể lên đến 37.000 bảng Anh, tức là tương đương với 51.000 đô la, tức là 1,2 tỷ đồng Việt Nam. Và ông Tô Lâm đã thưởng thức điều đó cùng với Tô Ân Sô và các cán bộ công an Việt Nam. Hầu hết khách đến nhà hàng này là giới showbiz, các ngôi sao thể thao, những người có thể trong vài phút đã kiếm số tiền tương đương với bữa ăn đắt đỏ ở đây. Họ có kỹ năng đặc biệt, họ có khả năng chi trả, bởi trong kỹ năng đặc biệt của họ gánh rất nhiều may rủi của giới cá độ, kinh doanh thông qua quảng cáo hình ảnh. Và trên hết, việc họ tới đây ăn, cái chính là họ tạo ra hình ảnh đồng bộ với đẳng cấp trong thời đại thiên về thị giác và hình tướng này. Họ đến đây để sinh lợi chứ không phải để ăn. Còn các nhà lãnh đạo Việt Nam có kỹ năng gì đặc biệt? Câu hỏi được đặt ra. Có kỹ năng gì để sinh lợi cho giới cá độ cũng như giới doanh nhân thông qua hình ảnh này? Và giới lãnh đạo Việt Nam có mức lương bao nhiêu? Lương của họ có bằng góc nhỏ nào mức lương của một giới showbiz, của các ngôi sao thể thao hay không? Việt Nam chúng ta đang giàu cỡ nào? Trong khi đó, chúng ta đừng quên là ngay trong hội nghị biến đổi khí hậu hay trong bất kỳ cuộc gặp quốc tế nào, lãnh đạo Việt Nam cũng đóng vai của trò của kẻ ăn xin, kẻ khất nợ. Chúng ta xin hết nước này đến nước nọ. Chúng ta xin cả những liều vaccine của những quốc gia nghèo khó. Chúng ta không ngần ngại mở miệng đi xin. Cái sự xin ấy đã trở thành đặc trưng của lãnh đạo Việt Nam khi sang các nước khác, kể cả Cuba hay các nước nghèo như Lào, Campuchia, chúng ta cũng xin họ nhiều hơn là cho. Ví dụ với Cuba, tất cả những gì Việt Nam cho họ không bằng một góc nhỏ cái mà Cuba đã cho Việt Nam. Nói như vậy để thấy rằng chúng ta trước thế giới là một quốc gia nghèo, tuy có phát triển nhưng chưa bao giờ thoát khỏi bầu vú viện trợ của các nước. Bằng cách này hay cách khác, chúng ta luôn xin. Đây là hình ảnh người dân Việt Nam thú vị với hình ảnh ông Tổng thống Mỹ Barack Obama ăn bún chả tại phố Huế, Hà Nội với giá chỉ vài chục ngàn đồng. Cái sự xin này đã trở thành đặc trưng của một dân tộc khi ra bên ngoài và vô hình chung nó cũng trở thành đặc tính đối nội. Nói như vậy, không để thấy rằng lãnh đạo của Việt Nam dù như thế nào đi chăng nữa cũng cần nhớ tới lời của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rằng danh dự con người mới là quan trọng. Chúng ta tuy là quốc gia đi xin, lãnh đạo quốc gia tuy là những người đi xin, nhưng ăn mày cũng có cái danh dự của ăn mày. Chỉ có những ăn mày trá hình mới giàu hoạt, mánh lới, chi trá và trơ cháo thôi. Chứ còn ăn mày thực tâm, họ có lòng tự trọng cũng như danh dự của họ. Nói như vậy để thấy rằng sự xa hoa, hưởng lạc, bất chấp các lãnh đạo của các lãnh đạo Việt Nam đã đến lúc phải xem lại, phải tu bổ về nhân cách, phẩm cách và đạo đức, cho dù đó chỉ là hình thức. Nhất là khi các lãnh đạo của những quốc gia đã từng cho chúng ta, họ sang chúng ta cũng chỉ ăn những món ăn bình dân, rẻ, mang hồn cốt văn hóa. Còn chúng ta, những kẻ cúi mặt, ăn xin, lại lén lút vào những chỗ cao lương mỹ vị, vung tiền ra như nước. Làm như vậy vừa tổn hao tiền bạc của quốc gia, vừa tổn hao danh dự của quốc gia, quốc dân và xấu mặt lắm, ê chề cũng lắm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ ba ngày 9 tháng 11 năm 2021 với bản tin Rắc muối cho khỉ đầu đàn. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.